Ukraine nói đã trở thành bãi thử vũ khí cho phương Tây. Quan chức cấp cao Ukraine nhận định nước này đã trở thành bãi thử vũ khí cho các nhà sản xuất phương Tây khi xung đột với Nga bùng phát hơn 8 tháng qua. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Reznikov ngày 25 tháng 10 nói với Politico rằng cuộc chiến giữa nước này với Nga đã mang đến cho các nhà sản xuất vũ khí phương Tây cơ hội để đánh giá xem vũ khí nào có khả năng tác chiến hiệu quả nhất. Chúng ta có bãi thử vũ khí ở Ukraine trong cuộc chiến này. Ukraine triển khai 8 loại lựu pháo cỡ nòng 155mm khác nhau trên chiến trường, vì vậy, nó giống như là một cuộc cạnh tranh giữa các hệ thống để xem đâu là vũ khí tốt nhất, ông Reznikov cho hay. Trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Vladimir Gavrilov cho biết một số nhà thầu quốc phòng Mỹ đang gửi các nguyên mẫu vũ khí tới thử lửa ở Ukraine. Ông Reznikov cho hay, Ukraine kỳ vọng rằng các gói viện trợ quân sự từ NATO sẽ tiếp tục được duy trì trong nhiều năm tới. Ông cũng đề nghị các cơ chế hợp tác, ví dụ Ukraine có thể lập ra các liên doanh với Ba Lan, Anh hoặc Đức để sản xuất vũ khí. Chúng ta phải phát triển ngành vũ khí không người lái không chỉ để chiến đấu trên không mà còn trên biển và đất liền vì đây là tương lai của hoạt động tác chiến, ông nhấn mạnh. Ông cũng hy vọng rằng các nước NATO sẽ gửi các vũ khí hạng nặng hiện đại hơn cho Ukraine. Tôi thực sự lạc quan rằng xe tăng Abrams có thể được viện trợ trong tương lai, cũng như các máy bay chiến đấu F-16, F-15 hoặc Gripen của Thụy Điển, quan chức Ukraine nhận định. Trong một diễn biến khác, tướng không quân Đức Chris Badia nhận định rằng, chiến sự ở Ukraine đã chứng minh một điều rằng, công nghệ vũ khí của phương Tây trội hơn so với Nga. Cuộc chiến ở Ukraine cho chúng ta thấy một điều, công nghệ phương Tây là chìa khóa, ông Badia, phó chỉ huy bộ tư lệnh tối cao NATO, nhận định. Mỹ đã cam kết hỗ trợ an ninh cho Ukraine hơn 20,3 tỷ đô la Mỹ kể từ năm 2014, bao gồm 17,6 tỷ đô la Mỹ kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Theo Defense News, các vũ khí mà Mỹ gửi và cam kết gửi cho Ukraine bao tên lửa Stinger, Javelin, lựu pháo, máy bay không người lái và tàu không người lái, trực thăng, thiết bị gây nhiễu điện tử, radar, súng cối, hàng triệu viên đạn, hệ thống hỏa lực phóng loạt, lá chắn phòng không. Tướng Đức nói, phía Ukraine khá hài lòng với các vũ khí chuẩn NATO và họ đã nắm bắt các sử dụng khá nhanh chóng. Cho dù đó là lựu pháo hay bất cứ vũ khí nào, Nga cũng đều khó đối phó với khí tài của phương Tây, ông nhận định. Bộ trưởng Reznikov cho rằng, các diễn biến trong thời gian qua cho thấy nước này có khả năng chiến thắng Nga trên chiến trường. Tổng thống Zelensky ngày 24 tháng 10 cho rằng, Ukraine đã kháng cự bền bỉ và ngăn chặn thành công Nga trong suốt chiến dịch quân sự của Moscow 8 tháng qua. Nhấn mạnh họ đang gây khó cho quân đội số 2 thế giới. Ông cam kết lực lượng vũ trang Ukraine sẽ giải phóng các lãnh thổ của nước này mà Nga đang kiểm soát. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 10, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, với tư cách là Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đã tham gia điều hành phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 17, họp toàn thể thảo luận về hoạt động của Tòa án Công lý Quốc tế. Tại đây, Việt Nam cùng một số nước đã có sáng kiến liên quan tới biến đổi khí hậu. Và sau đây là phần phản ánh thông tin chi tiết từ phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Đại diện Việt Nam cùng đông đảo các nước tham gia phiên họp đều khẳng định vai trò quan trọng của Tòa án Công lý Quốc tế trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế, góp phần quan trọng thúc đẩy sự tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, đóng góp vào phát triển bền vững, hòa bình, an ninh và ổn định trên thế giới. Việt Nam cùng Vanuatu và một số nước nòng cốt đã giới thiệu sáng kiến về việc xin ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế về nghĩa vụ của các quốc gia trong vấn đề biến đổi khí hậu. Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh, biến đổi khí hậu đã và đang thách thức nghiêm trọng toàn thể cộng đồng quốc tế, đe dọa cuộc sống của người dân nhiều nước ven biển, các nước đảo nhỏ. Đại sứ cho rằng nhiều biện pháp ứng phó đã được đưa ra, trong đó có các cam kết đưa phát thải ròng về mức bằng không, song biến đổi khí hậu vẫn diễn biến rất phức tạp, do đó các nước cần có nhiều hành động mạnh mẽ hơn nữa, trong đó có việc làm rõ trách nhiệm nghĩa vụ của các quốc gia theo các công ước quốc tế liên quan đến biến đổi khí hậu. Trong đó có Công ước Khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, Thỏa thuận Paris, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. 16 nước nòng cốt gồm Việt Nam, Vanuatu và 14 nước từ các khu vực địa lý trên toàn cầu đã xây dựng dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế tư vấn về các vấn đề như nghĩa vụ của các nước trong việc gây ra những hệ quả tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với nhiều nước, nhất là các nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ý kiến tư vấn của tòa án luôn được cộng đồng quốc tế coi trọng, giúp thúc đẩy hành xử của các nước theo hướng phù hợp hơn với các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế. Sáng nay theo giờ Hà Nội, quân đội Hàn Quốc cho biết là Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông của nước này. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS cho biết Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, các thông tin về vụ phóng này chưa được cung cấp chi tiết. Cũng theo JCS, quân đội Hàn Quốc đang phối hợp với quân đội Mỹ để thu thập thông tin và phân tích vụ phóng này. Vụ phóng tên lửa diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang chuẩn bị tiến hành tập trận không quân mang tên Vigilant Storm vào tuần tới. Hôm 14 tháng 10, Triều Tiên cũng đã thử một tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Tối ngày 27 tháng 10 theo giờ Hà Nội, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố chiến lược quốc phòng đầu tiên sau thời gian dài trì hoãn, và trong đó xác định Trung Quốc và Nga là những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ. Trong tài liệu mới công bố dài 80 trang, Lầu Năm Góc cũng tăng cường chú trọng tới các đồng minh, coi đây là nhân tố chủ chốt trong thế trận phòng thủ của Mỹ. Tâm điểm của chiến lược quốc phòng mới là quan điểm răn đe kết hợp, nghĩa là Washington sẽ sử dụng đồng bộ sức mạnh quân sự, áp lực kinh tế và chính trị cùng các liên minh mạnh mẽ để ngăn chặn kẻ thù tấn công nước Mỹ. Báo cáo cũng kiến nghị tăng cường hoạt động nghiên cứu và phát triển các công nghệ tối tân. Đáng chú ý, chiến lược quốc phòng mới khẳng định Mỹ sẽ đưa thêm các yếu tố biến đổi khí hậu vào những đánh giá về mối đe dọa, cũng như nâng cao khả năng chống chọi của các cơ sở quân sự và tính đến những hiện tượng thời tiết cực đoan trong các quy định về huấn luyện và trang bị cho các lực lượng vũ trang. Bên cạnh chiến lược quốc phòng mới, Lầu Năm Góc cũng đồng thời công bố báo cáo cập nhật về tình hình bố trí vũ khí hạt nhân và báo cáo phòng thủ tên lửa. Trong báo cáo bố trí vũ khí hạt nhân, Mỹ xác định vai trò của kho vũ khí hạt nhân là ngăn chặn những cuộc tấn công hạt nhân và phi hạt nhân của nước ngoài. Trong khi đó, báo cáo phòng thủ tên lửa xác nhận quyết định chấm dứt chương trình phát triển các loại tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân được phóng từ tàu ngầm. 21 tháng kể từ khi lên cầm quyền, chính quyền Tổng thống Joe Biden mới công bố chiến lược quốc phòng đầu tiên do phải tiến hành những điều chỉnh sau khi xảy ra cuộc chiến tại Ukraine. Giống như chiến lược an ninh quốc gia công bố cách đây 2 tuần, chiến lược quốc phòng là cơ sở để chính quyền Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng, tạo điều kiện để Mỹ đối phó với các đối thủ chiến lược và hỗ trợ các đồng minh đối tác trong bối cảnh cục diện thế giới có những thay đổi sâu sắc. Việc công bố chiến lược đã phần nào làm rõ chính sách đối ngoại của chính quyền Biden, đồng thời là động thái ghi điểm của Đảng Dân Chủ trước cử tri trong bối cảnh chỉ còn 2 tuần là đến cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ vào ngày 8 tháng 11 tới. Đoàn Hùng, phóng viên Thông xã Việt Nam thường trú tại Washington DC, Mỹ. Ngày hôm qua, Hội nghị Ngoại trưởng các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe và Liên minh châu Âu EU lần thứ 3 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Buenos Aires của Argentina với lời kêu gọi tôn trọng chủ nghĩa đa phương. Tổng thống Argentina Alberto Fernandez với vai trò chủ tịch luân phiên của CELAC khẳng định Mỹ Latin là một khu vực hòa bình, nơi mọi xung đột đều được giải quyết bằng đối thoại. Ông kêu gọi các nước ở cả hai khối CELAC và EU nêu cao giá trị của đối thoại, tăng cường hợp tác và chia sẻ giữa hai khu vực. Nhà lãnh đạo Argentina cho rằng Mỹ Latin và EU có những điểm tương đồng trong lịch sử và bây giờ là thời điểm cần chung sức, tôn trọng tính đa phương và cùng nhau phát triển. Theo ông Fernandez, Mỹ Latin có những nguồn tài nguyên cần thiết cho châu Âu, trong khi ở chiều ngược lại, khu vực này lại cần ở lục địa già những công nghệ, nghiên cứu và khoa học để có thể khai thác một cách hiệu quả hơn nguồn tài nguyên. Chính vì sự bổ trợ lẫn nhau đó mà hai bên cần phải hợp tác một cách chặt chẽ hơn, đấu tranh chống lại sự bất bình đẳng đang ảnh hưởng tới khu vực Mỹ Latin và Caribe. Về phần mình, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell kêu gọi các nước thành viên của hai khối cần phải phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau để đối phó với các vấn đề mang tính toàn cầu hiện nay. Ông Borrell khẳng định hai khu vực có chung ý chí để có thể cùng nhau hướng tới một mục tiêu trong tương lai. Hai bên cần phải xây dựng những cấu trúc tài chính mới có thể giúp kích thích phát triển kinh tế. Quốc hội Iraq ngày 27 tháng 10 đã phê chuẩn quyết định thành lập chính phủ mới và qua đó chấm dứt một năm bế tắc về chính trị tại quốc gia Trung Đông này. Mặc dù vậy thì giới quan sát dự báo là Baghdad vẫn sẽ phải đối mặt với không ít thách thức. Theo quyết định vừa được thông qua, Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani, 52 tuổi, sẽ đứng đầu chính phủ mới gồm 21 bộ trưởng do chính ông lựa chọn. Đáng chú ý, ông al-Sudani đã bổ nhiệm người đứng đầu công ty khí đốt nhà nước SouthGas, Hayan Abdulghani làm Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq. Phiên họp ngày 27 tháng 10 diễn ra một năm sau cuộc bầu cử Quốc hội Iraq hồi tháng 10 năm ngoái. Trong đó, giáo sĩ Hồi giáo dòng Shia Muqtada al-Sadr là người giành chiến thắng lớn nhất, nhưng không vận động được đủ sự ủng hộ để thành lập chính phủ mới. Hồi tháng 8 vừa qua, Giáo sĩ Ansar đã rút 73 nghị sĩ thuộc đảng của ông ra khỏi Quốc hội Iraq và tuyên bố sẽ từ bỏ chính trị, dẫn đến tình trạng bạo lực tồi tệ nhất tại thủ đô Baghdad trong nhiều năm, khi những người ủng hộ giáo sĩ xông vào tòa nhà chính phủ và đụng độ với các nhóm Hồi giáo Shia khác. Tạp chí National Geographic là một trong những tạp chí uy tín và được đọc nhiều nhất trên thế giới, đã chọn Lào là một trong 25 địa điểm hấp dẫn nhất mà du khách nên đến thăm vào năm 2023. Trước đó, thì Wanderlust, tạp chí du lịch của Anh, cũng đã bình chọn Lào là một trong 20 điểm đến tốt nhất vào đầu năm 2023. Có nhiều tiêu chí để tạp chí National Geographic chọn Lào là một trong 25 điểm hấp dẫn nhất mà du khách nên đến thăm vào năm 2023. Đó là tuyến đường sắt Lào Trung với tốc độ lên đến 160 km/h, giúp du khách có thể tiếp cận các khu vực mà trước đó ít được biết tới, đồng thời mang lại các cơ hội kinh tế cho địa phương. Ngoài ra, Lào còn có các ngôi làng tập trung dọc theo dòng sông Mekong hùng vĩ với những kiến trúc độc đáo tinh tế cũng như các cung điện và chùa chiền tuyệt đẹp. Cũng trong tuần này, Wanderlust, tạp chí du lịch nổi tiếng có trụ sở tại Anh, đã bình chọn Lào là một trong 20 điểm đến tốt nhất để đến thăm vào tháng 1 năm 2023. Đây là quốc gia ASEAN đứng đầu trong danh sách của Wanderlust. Kể từ đầu năm 2022 đến nay, Lào đã đón hơn 1 triệu lượt khách du lịch, hơn một nửa là khách quốc tế. Nước này dự kiến sẽ thu hút ít nhất 900.000 lượt du khách nước ngoài trong cả năm nay, nhằm tạo ra nguồn thu hơn 218 triệu đô la Mỹ cho đất nước. Thưa quý vị, truyền thông Mỹ đưa tin giám đốc điều hành Tesla, tỷ phú Elon Musk ngày 27 tháng 10 đã chính thức tiếp quản điều hành mạng xã hội Twitter. Theo quy định thì ông Elon Musk sẽ phải hoàn tất thương vụ mua Twitter trước ngày 28 tháng 10 và hiện Twitter chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Theo tờ Bưu điện Washington, ông Musk đã lập tức sa thải một số lãnh đạo cấp cao của Twitter, trong đó có CEO Parag Agrawal, giám đốc tài chính CFO Ned Siegler và trưởng bộ phận pháp lý Virginia Kett. Kênh CNBC xác nhận những người này đã rời khỏi trụ sở Twitter tại thành phố San Francisco của Mỹ và sẽ không quay trở lại. Trước đó, ông Musk đã tới trụ sở của Twitter hôm 26 tháng 10, đồng thời cập nhật thông tin cá nhân trên mạng xã hội này với chức danh giám đốc Twitter. Trong thông điệp trên Twitter, ông Musk khẳng định mục tiêu của ông khi mua lại mạng xã hội này là đảm bảo môi trường tranh luận lành mạnh, thay vì là nơi để thể hiện quan điểm tiêu cực để gây thù hằn và chia rẽ trong xã hội. Mới đây, tờ Bưu điện Washington cũng đưa tin tỷ phú Musk sẽ sa thải đến 75% nhân viên của Twitter sau khi thâu tóm mạng xã hội này. Việc cắt giảm sẽ diễn ra trong vài tháng tới. Thông tin được đưa ra trong thời điểm khó khăn cho Twitter sau khi công ty này đã thông báo hạn chế tuyển dụng vào tháng 7 năm 2022 khi ngành công nghệ nói chung đối mặt với cơn bão tài chính.